sư thích Cao Niên ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 24 tháng 5 2020 chúng ta tiếp tục học tập giới sát phóng sanh học đến tập 31 chúng ta học quyển sách giới sát phóng sanh này về sau mỗi một chiếc máy nghe pháp những đức làm quý vị đều là để cái bộ học tập này vào trong tất cả những chiếc thẻ và cứ làm hoài máy nghe pháp lúc nào cũng có ba mươi mấy tập Giới sáp phóng sanh này chúng ta học thêm một hai ngày nữa hết rồi quý vị xong cái quyển sách này, giới sát phóng sanh này À, tất cả những câu chuyện trong đây Những đức đều đọc cho quý vị nghe hết rồi đó. À, chúng ta nguyện đem cái công đức mà Học quyển sách giới sát phóng sanh này Nguyện cho toàn thế giới Mỗi một con người có thể biết ăn chay phóng sanh Và tai nạn toàn thế giới Giảm nhẹ con người biết đạo đức tu hành Chỉ có công đức nó mới quá giải được kiếp nạn quý vị hãy nhớ mình sung sướng thấy người ta khổ mình sung sướng cũng không có ý nghĩa gì đâu nên mình được hạnh phúc an vui mình cũng nguyện cho người được hạnh phúc an vui vậy mình gặp được Phật pháp mình thấy mình sống có niềm vui mình cũng nguyện cho nhiều người gặp Phật pháp mình từ khi ăn chay phóng sanh tới bây giờ thấy có nhiều việc lợi ích. Mình cũng nguyện cho người nghe có thể phát tâm phóng sanh ăn chay. Đây là việc lợi ích, những đức đọc một câu chuyện cho vị nghe. Giả ăn chay. Một người nọ ở huyện Vô Tích Giang Tô đi xa thăm bà con. Bà con muốn giết gà để đãi người người ấy biết vội cản tôi ăn chay không ăn thịt được bà con liền làm thức ăn chay để mờ người ấy trên đường về qua sông khi bước lên thuyền bỗng trên bờ sông có một ông già tóc bạc phơ kêu lớn trên thuyền có một người giả ăn chay không được qua sông mọi người nghe nói liền hỏi nhau người ấy tự nói tôi vốn không phải ăn chay vì bà con muốn giết gà chiêu đãi tôi thấy tội đành phải giả nói ăn chay mọi người liền đẩy anh ta lên bờ không cho đi thiền người ấy lên bờ đi tìm ông già tóc bạc nhưng không thấy đâu cả quay đầu lại thì thiền đã ra giữa dòng bỗng một chặng cuồng phong thổi đến thiền lật úp mọi người đều chìm ngẫm người ấy lại một mình thoát nạn về sau mọi người đều nói người ấy nhờ cứu mạng một con gà mà thoát khỏi nạn nước thật ra người nào mang tâm lành thì ở đâu cũng thế Đâu chỉ cứu mạng một con gà Mà cho là đủ Câu chuyện quá hay vậy Nên trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên Có nói một câu rằng Chúng ta vừa phát tâm thiện Thì việc ác đã lánh xa chúng ta Chúng ta vừa nghĩ điều ác Thì điều thiện sẽ lánh xa chúng ta Cũng như nếu ngày mai chúng ta gặp điều thiện nhưng hôm nay chúng ta làm điều ác thì điều thiện ngày mai đã tránh xa chúng ta. Nên thiện hay ác, tốt hay xấu là do chính mình tạo ra và chính mình phải lãnh chịu. Phải nhớ đó. Nên chúng ta nghe đạo hay lắm. Rất là hay. Mình phải biết cung kính lắng nghe. Nên những đức nói rằng chúng ta được nghe đạo chúng ta có phước lắm những đức thì thích học để mình được học những đức nghe lời người xưa dạy dạy học để mình được học câu này rất hay quý vị dạy học để mình được học nên những đức cũng thường hướng dẫn các cháu nhỏ các con đi học ngành nào thì có cơ hội nên rèn luyện gì môn đó sau này khi ra trường các con sẽ trở thành người vững chãi có kinh nghiệm nếu như đợi ngày ra trường mới là làm như vậy thì các con rung với cái công việc này lắm khó thành công lắm nên người xưa nói một câu rất hay dạy học để mình được học câu này vô cùng khiêm nhường và rất đặc biệt khi những đứa coi câu chuyện của Mã Văn Trọng Một người tặc nguyền Ông nói một câu này Dạy học để ông được học Sau này ông trở thành hiệu trưởng một ngôi trường học Một người tặc nguyền hai chân nhưng làm được sự nghiệp Như là tàn phế nhưng làm được sự nghiệp quý vị Dạy học có sức ảnh hưởng rất lớn Vì sao? Vì chính thân giáo của ông Rất kiên nhẫn, kiên trì Và lời nói rất thật thà, nhiệt tình Dạy học không quan trọng tiền bạc Chỗ giáo dục dạy học của ông Cũng na ná giống như khổng lão phu tử Nên sức dạy học của ông có một cái sức cảm hóa rất là lớn lao nếu như làm nghề giáo dục luôn luôn chú trọng về tiền bạc không chú trọng về thật chất như vậy thì nền giáo dục của bạn nhất định sẽ không có sức thu nhiếp không có kết quả phải nhớ đó từ nơi đó chúng ta khi đọc những câu chuyện này để nhắc chính mình và tất cả những người đang ăn chay phóng sanh biết niệm phật họ sẽ hưng khởi tâm và mừng vô cùng khi mình đã làm được những việc ăn chay phóng sanh nhưng những đức phiên vị nên tiến thêm một bước là kiểm nội tâm của mình coi còn tâm buồn trách ai hay không lấy ra đi bây giờ mình dễ buồn trách nhất là giữa vợ chồng và con cháu trong gia đình đây là nghiệp quả quan gia đến đòi làm người thân là dễ đòi nhất nên quý vị phải kiểm chỗ này mình là người đã ăn chay biết phóng sanh biết niệm Phật Thì phải kiểm qua được cái tâm là bây giờ đang còn dính ai buồn ai Và có tâm hận ai trách ai không nên đem ra hết đi Nếu quý vị đem ra những việc đó thì quý vị sẽ thấy Cái niềm vui của cái học đạo và nhất định Nghiệp gì cũng tiêu và gia đạo nhất định sẽ tốt đẹp vô cùng Chắc chắn Phải nhớ Phải kiên trì mà làm chỗ này Đừng bao giờ thói bước nhớ nghe Nhớ đó nên tất cả những người mà Người ta đang ăn mặn Người ta mà được nghe những câu chuyện này đặc biệt lắm Bởi vì những đức nói chiếc máy MP3 Ba mươi mấy tập này những đức luôn luôn để vào chiếc thẻ phổ biến hoài luôn quý vị Tại sao những đức siêng học những chỗ này Vì mình làm máy MP3 người ta sẽ nghe suốt Trên mạng thì một số người nghe không đông Một buổi giảng này chừng được gần 2.000 người nghe Thì điều này lợi ích cũng rất lớn quý vị à nếu so với những buổi giảng Những người khác Thì mình quá ít ỏi Nhưng mà những Đức nói rằng Có người nghe là tốt rồi Rất mong có được một người Chuyển tâm biết ăn chay phóng sanh là tốt rồi quý vị à Vì chúng ta chia sẻ về vật chất Về thật chất của nó Phải nhớ Từ nơi đó Mà muốn cho Cái xã hội này càng ngày càng tốt đẹp thì nhất định phải hướng về nhân quả cho nhiều người được nghe. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy Thí dụ như bây giờ mình không thương yêu cha mẹ mình Mình bắt hiếu với cha mẹ mình Thì làm sao mình mong mỏi con mình có hiếu với mình được quý vị Bây giờ Mình mỗi ngày lo kiếm tiền bỏ bê cha mẹ Thì là nhân Cái quả mai mốt con mình lớn lên Nó cũng lo kiếm tiền lo sự nghiệp Mà bỏ rơi mình Đó là quả Đây gọi là nhân quả Nhân quả giống như Hình và bóng vậy đó Giống như Là chiếc xe mà kéo theo bánh xe vậy đó quý vị Phải nhớ đó Từ nơi đó nhân quả không sai một chút Tí ti nào đâu Mình gieo nhân gì là mình chịu quả báo nấy à Nên người mà biết sợ rồi Mình không dám gieo cái nhân ác Nên những đức nói rằng Tất cả những cái quán Mà làm nghề sát sanh mà kiếm tiền Không tồn tại đâu quý vị Mấy buổi trước có bà cụ trong chùa bà thường trụ bà tu nè Bà có bảy đứa con Mà trong đó có hai đứa con làm nghề sát sanh Quý vị biết rằng rõ ràng quý vị ơi Vừa ngồi chung với mấy đứa con bà cụ Tự nhiên trong lòng của mình nhìn Hai đứa con làm nghề sát sanh kia mình chưa biết nha quý vị Chưa nghe bà nói gì hết đó quý vị Còn vậy mà vừa nhìn hai đứa con cái mình nói Chắc chắn luôn Hai người này sát sanh nhiều lắm nè Trời sao thấy sắc diện gì mà nó nhẹt mà nó đen thui mà có mắt nó quặng đen nhìn gì ám khí nó nặng nề vô cùng quý vị họ vừa nhìn một cái là thấy thôi, cái từ chùa nặng quá thì nói chuyện một chút thì bà cụ mới nói thầy ơi hai đứa con này của con này làm nghề sát sanh này nhiều năm nay rồi con cũng thường phiên nó hoài nó nói bây giờ bỏ nghề sát sanh á thì làm nghề gì bây giờ làm nghề sát sanh này lâu năm gì cũng biết đúng là tạo nghiệp gì đó mà tuy có tiền nhưng không cầm được con cái bệnh hoạn rồi eo ọt khó nuôi vợ chồng cứ sùng sục cự lộn hoài nhưng mà bây giờ bỏ nghề này bây giờ làm nghề gì đã bao nhiêu năm nay làm nghề sát sanh bỏ nghề này làm nghề gì thì những đức nói một câu bây giờ không chịu chuyển nghề này vậy muốn đi vào trong địa ngục sống hả à? muốn đọa lạc vô lượng kiếp không ra được sao Bao nhiêu con người người ta làm nghề gì để ta sống chứ đâu phải làm nghề sát sanh không Tại sao mình cứ chấp vào cái nghiệp này để mà làm nghề sát sanh này hoài vậy Đã biết cái nghề sát sanh này không có kết quả thì chuyển nghề đi Chờ sanh voi sanh cỏ chuyển qua nghề khác liền Bán nước bán đá mía hay là bán rau gì đó Làm thử coi con người mình bây giờ chuẩn bị đỏ trong địa ngục Chuẩn bị đơ đơ kiếp kiếp khổ đau bây giờ quý vị quay đầu hay không Hoặc dạy quay đầu là bờ quay đầu đi nhiều người cứ nghĩ rằng bây giờ làm nghề này quen rồi có nghĩa là quen cái nghiệp rồi không chịu chuyển nghiệp muốn tốt mà tại sao không chuyển nghiệp chuyển nghiệp đi nhất định sẽ có kết quả tốt hoặc dạy quay đầu là bờ mà họ những đức nói một phát tự nhiên họ tỉnh tư tưởng họ lại quý vị tỉnh lúc đó nhưng mà họ về họ có quyết tâm quay đầu hay không nè cũng như nhiều người những đức gặp như có một cái cô mà có con tú đây nè bà chuyên làm nghề đập đầu cá mười mấy hai chục năm bà không có kết quả nhưng mà thường nhức đầu nó săn hẳn vô cùng không có lỡ nhận tiền bạc gì bấy nhiêu chứ nhưng mà bây giờ bà có con đi tu rồi từ từ bà đi đến đây từ 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 nó thấm Bắt đầu bây giờ bà chuyển qua cái nghề bán nước đá mía Tính ra cũng 5-6 tháng nay Mới đi đến đây gặp những đức Những đức thấy bà cái những đức cũng Kinh ngạc là cái xác diện bà giờ tốt quá Người thấy gương mặt sáng Mà thấy hiền hậu rõ ràng Và gặp những đức bà nói rằng Con chuyển nghề 5-6 tháng nay rồi thầy Bây giờ không còn đập đầu cá nữa Con bán nước đá mía Rồi hồi đó con cứ nghĩ rằng Chuyển cái nghề đập đầu cá này không biết làm cái gì luôn con đi đến đây con tu học với từ từ Con thấy cái này là cái nghiệp thôi chuyển phức cho rồi đi Cuối cùng con chuyển bán đá mía Bán gỏi chai bình thường Vậy đó mà bây giờ một ngày con bán lời cả triệu bạc Con nghĩ rằng bán còn muốn lờ hơn đập đầu cá nữa Mà con thấy gia đạo con giờ bình yên Mà con cái cũng ngoan ngoãn Mà con vui lắm thầy Bán cứ để máy niệm Phật Thầy niệm để suốt ngay cái quán Mà bán đắt quá Rõ ràng nhiều người nghe được câu Phật hiệu Lợi ích Tiền bạc này ăn thua gì Thấy chưa Rõ ràng có nhiều người nói rằng cái nghề này làm quen rồi Không dám chuyển nghề Bao nhiêu người người ta biết Phật Pháp Người ta biết cái này sai người ta quay đầu Chuyển nghề đó người ta đều được kết quả rất là tốt Quý vị tại sao không chuyển Đợi đến nước cuốn mình đi Rồi mình muốn muốn chuyển hả Đừng có đợi đến ngày đó bạn ơi chân thật mà quay đầu đi Tao biết là không có lợi ích rồi sao không quay đầu Bây giờ nghỉ làm đi làm thuê làm mướn cũng được nữa Bạn nói bây giờ còn thiếu nợ người ta quá Bán đồ đạt hết để trả cũng được nữa Bây giờ cái nghề này là chuẩn bị đi vào trong địa ngục rồi nè Bây giờ phải quay đầu liền để thoát địa ngục nè Nó phải mạnh dạng mới được Chứ nếu không mà chấp mê bắt ngộ là thua luôn quý vị Nên những câu chuyện này chúng ta học lên như vậy đó Những đức đọc câu chuyện kế tiếp cho quý vị nghe nè Ba ba lớn Đường ít am kể Năm đinh sủ niên hiệu hàm phong Thờ nhà Thanh bọn thổ phỉ ở Đài Loan làm loạn Tôi giúp đỡ quan sát sứ từ thọ nhân và thái thủ dụ tử kế quân sự về sau khi thủ lĩnh phản nghịch bị bắt đường nam bắc lần lượt bình định khi tôi dẫn quân trở về thổ phỉ tiểu đao hội lại làm loạn ở chương hạ em trai là đường Thăng am lấy Thăng phận là chi huyện huyện thượng hàng phúc kiến theo đoan trọng văn tăng dẫn binh đánh hạ môn tôi lúc nào cũng lo sự an nguy cho em trai một hôm đúng lúc có bốn người mang kiệu đang kiệu một con ba ba lớn đi bán đầu tiên đến kinh lịch thính đòi với giá bốn đồng bạc trường quân quan kinh lịch trả một nửa số tiền họ không bán bèn mang đến chỗ tôi tôi vừa đi ra ngoài con trai tôi cũng trả giá như dương quân họ cũng không bán định mang đi lúc ấy con ba ba đột nhiên khóc như mưa thân thể bỗng nhiên nặng chịch như không muốn đi con trai tôi thấy thương liền trả đủ tiền mua hôm sau thuê một chiếc thuyền nhỏ chọn người hầu họ phương thành thật đáng tin cậy chèo ra sông phóng sinh cơ thể con ba ba lại bỗng nhiên trở nên rất nhẹ hai người có thể khiêng đi lúc ấy tôi liền chú nguyện thầm với con ba ba lớn người cố nhiên là động vật có linh tính em trai ta hiện đang theo đoan trọng văn tăng mong người có thể mang lại cho ta một tin để không phụ lòng ta mua ngươi phóng sinh Lúc ấy là ngày mùng 8 tháng 9 Đến cửa biển thả xuống nước Ba ba mấy lần quay đầu nhìn lại Giống như biểu thị cảm ơn Sau đó chìm sâu xuống nước Qua một tháng sau bỗng nhận được thư em Chai trên thư đúng là ghi ngày Gỡ là mùng 8 tháng 9 Do đó có thể thấy động vật giáp vẫy khí độ cao siêu tuy thuộc loài vật ngu si nhưng hình thể lớn tính nó cũng linh ban đầu ba ba khóc là vì sợ chết mà sinh tình thương tiếp đó cơ thể nặng rồi chuyển nhẹ là vui được cơ hội sống để cho người ta dễ khiên đi một lá thư nhà gỡ về trùng hợp đúng ngày lại nữa dọc đường không bị trở ngại điều đó không phải ba ba nhận lời dặn dò của tôi đã âm thầm phù hộ là gì càng kỳ diệu hơn cả bồ câu đưa thư vì thế mà đã ghi lại đây để khuyên khắp mọi người phải biết phóng sinh đây là những câu chuyện mà có linh ứng quý vị thì người ta ghi chép lại để là cho hậu thế khi chúng ta đọc thì phát cái tâm thiện và những người mà có tâm mà sát sanh thì khi nghe được thì phát cái tâm phóng sinh ăn chay người mà làm như vậy có cái phước báo lớn lắm và những đức học tập đây cũng là gì cho những người phát tâm ăn chay phóng sanh chính những đức làm nghề thở nấu này quý vị một ngày sát sanh nhiều lắm Lúc trước những đứa săn hẳn lắm gương mặt Ghê gớm lắm Những đứa đi đường mà xúc vào cục cây cục đá Thì cũng lụm lên vứt bỏ Đi dưới sàn nhà Đụng đầu vào cột sàn nhà Thì cầm dao chém Khi tức giận lên Thì hung bạo vô cùng Tính khí nặng nề Người không có phước và bệnh đau yếu đuối nhất đầu kinh niên sinh sống nhất kinh niên như vậy mà từ khi những đức biết Phật pháp phát tâm ăn chay, biết phóng sanh và sau này đi vào chùa xuất gia tu đạo, thì thời gian hai năm sau bệnh nhất đầu nhất sinh sống những đức tự nhiên hết và đến năm nay 10 năm thì những đức thấy rằng có nhiều việc tự nhiên những đức hiểu và có những cái lý giải rất rộng dù là gặp một sự việc gì bình thường những đức cũng thấy lý giải ra được phật pháp và thường chia sẻ phật pháp thấy rất là lão luyện và lúc trước những đức đọc chữ thì đọc không được thường là đánh dằn từng chữ nhưng bây giờ đọc chữ cũng tương đối suông và viết chữ thì cũng viết được những đức thấy rõ ràng là cái việc ăn chay phóng sanh niệm phật tu hành là việc lợi ích vô cùng lớn những đức thấy rõ ràng lúc trước những đức một mình lo cho bản thân mình vẫn còn thiếu thốn mỗi năm về quê ăn tết đi làm thành phố về quê nhưng có khi còn thiếu tiền mượn tiền ông chủ bà chủ để về quê ăn tết nhưng về quê thì nhậu nhẹt sát sanh hại vật không biết gì là tu hành nên những đức nói rằng nếu cả đời những đức không biết phật pháp không biết ăn chay phóng sanh niệm phật thì cả đời những đức rất là khổ đây là sự xác thực và bây giờ thì hiện tại những đức đang lo cho năm sáu trăm người mà còn có điều kiện lo được những ngày chủ nhật những ngày lễ thì số lượng từ ngàn ngàn người đổ lên như vậy mà vẫn lo xong nhiều việc chưa từng học Nhưng tự nhiên lại biết rất lạ thường Dù là việc sắp xếp chúng Hay coi đạo tràng Hay là sắp xếp ngôi chùa lớn Những đức tự nhiên có cái biết Rất lạ thường Đây là cái việc rõ ràng khi phước tăng Thì trí tệ cũng tăng gọi là phước huệ Nên mỗi một người chúng ta Ai mà không cầu muốn có phước Và có trí tệ vậy Ai mà không muốn cầu có sức khỏe Và có niềm vui Quý vị nhớ là con người ăn ngon ngủ yên sống thường hạnh phúc Là con người có phước Chúng ta hôm nay gặp được Phật Pháp Đừng đem sự bất an cho những loài động vật Mà giúp cho chúng được an tâm Gieo nhăn thì gặp quả quý vị à Chính những đức là điều xác thực thấy rõ ràng chuyển nghiệp Gia đạo những đức thấy Nhiều đời sát sanh hại vật Anh chị có những người chết yểu rất nhiều Gia đạo nhiều người bệnh hoạn những đức thấy những đức ăn chay niệm Phật phóng sanh Sức khỏe tốt và thấy rằng Mình mỗi ngày cũng làm được một số việc Cảm thấy cũng có lợi ích Tuy chưa phải làm được việc tốt gì Nhưng thấy rằng từ khi đi tu tới bây giờ Thì làm việc tốt nhiều hơn Quá nhiều hơn Là ngày xưa khi chưa đi tu Những đức thấy gặp Phật Pháp Vô cùng là có ý nghĩa Nên quý vị dù gặp Phật Pháp cũng không nhất thiết là đi tu Còn đi tu là duyên của mọi người Nhưng quý vị nên tìm hiểu Phật Pháp Và tin nhân quả phải nhớ nhân quả là điều xác thực chỉ có người không đủ thiện căn phước báo nhân viên thì nói là không tin chứ nhân quả ba đời không sai một tí ti nào đó quý vị à chúng ta đã từng gieo ác thì nhất định là gặp quả báo ác chúng ta gieo thiện thì gặp quả báo thiện đừng bao giờ nhìn nhà người thiện mà hiện tại họ ác mà mình đi nói nhân quả không công bằng ông chờ không có mắt đừng để nói như vậy Biết rằng đời này của họ Làm ác nhưng gia đạo hưng thịnh Là vì do phước báo đời trước tu thiện quá lớn Nên cái phước thiện đời này được hưởng Nhưng mà đã tiêu rất nhanh rồi Nên đây gọi là từ sáng đi vào tối đó quý vị Còn chúng ta tí đời này không đến nỗi làm ác gì Nhưng cái tâm đố kỵ đó cũng là ác Cái tâm mà Không vừa lòng người ta là ác Người ta hơn mình mình không chịu là ác Người ta được có tiền nhiều hơn mình Mình không vừa lòng là ác Người ta đẹp hơn mình Mình không chịu cũng là ác Có nghĩa là tất cả những cái gì Người ta hơn mình, mình chúc mừng Mình chúc mừng thì nghiệp mình tiêu phước mình tăng Có người mà như vậy Thì nhất định sẽ có chỗ thành tựu Chắc chắn Nên phải nhớ rằng định lực nhân quả quan trọng lắm Khi đọc những câu chuyện này là nhắc mình Gieo nhân gì gặt quả báo nấy Bạn giúp người nhất định sẽ có người giúp bạn Bạn không cầu cái người bạn giúp giúp bạn nhưng nhất định sẽ có người giúp bạn. Bạn giúp vật thì vật nhất định sẽ trả ơn. Bạn cứu nó nhất định nó sẽ mang ơn, nhất định nó sẽ cứu bạn. Dù là không cần cái quả này nhưng cái quả nhất định sẽ đến vì nhăn nào quả nấy không sai một tí ti nào. Phải nhớ. Nên những câu chuyện này hay lắm quý vị. Rất là hay. Chúng ta có thể đọc nhân quả mà học tập ra như vậy. Quý vị nghe có thể nó trí tình trí lý. Hoặc là bình tĩnh coi là cả cuộc đời của mình Như là những đức tới nửa đời mới gặp được Phật Pháp Gần 30 tuổi mới gặp được Phật Pháp Thì từ 30 tuổi đến bây giờ những đức thấy rõ ràng chuyển nghiệp Cuộc sống ổn định thường vui vẻ Ít bao giờ nóng giận Cuộc sống tiền bạc lo cho đông người vẫn là đầy đủ Khi cần cái gì là có người đem đến đưa để mình làm Rõ ràng những đức tu hành thấy chuyển nghiệp rõ ràng quý vị nên những đức muốn nêu lên điều này không phải là khoe mà rất mong nhiều người nên tìm hiểu phật pháp vì phật pháp cứu đời chúng ta quý vị à phật pháp sẽ giúp chúng ta hết khổ quý vị à vì mình không muốn đem sự khổ đau cho người khác thì nhất định chúng ta cũng thường an vui phải nhớ nên những câu chuyện này hay lắm những đức đọc thêm một câu chuyện này cho quý vị nghe phật pháp giải quan tiên sinh ăn ăn nhăn Trưởng trị kinh sư nhà đường Giàu có luôn phụng sự tam bảo chùa từ mô Năm đầu niên hiệu Nghĩa Ninh Cung đế nhà Tùy có một khách xa ở lại nhà An Nhân đêm đi ăn chậm con lừa nhà người ta Mang về nhà ông giết thịt Trước khi đi mang da lừa tặng cho An Nhân đến năm thứ ba niên hiệu chính quán nhà đường một hôm an nhân trên đường đi bỗng gặp một người nói với ông sứ giả chi bắt ông ngày mai giờ vừa sáng ông phải chết an nhân lo sợ đi thẳng đến chùa từ môn ngồi trước điện phật tụng kinh suốt đêm hôm đó hôm sau quả nhiên có ba kỵ sĩ dẫn theo mấy chục tên lính tên nào lưng cũng mang binh khí đến ngoài cửa chùa đứng gọi an nhân ra an nhân mặc kệ tụng kinh càng chí thành hơn bọn quỷ nói với nhau hôm qua không bắt ngay hôm nay nó tinh thành tụng kinh tu phước làm sao bắt được vì thế kéo nhau về chỉ để lại một người trong chừng người ở lại nói với an nhân ông trước đây giết lừa bây giờ lừa tố cáo ông vì thế phái chúng tôi đến để bắt ông không chịu ra mặt cuối cùng thì cũng không thể chạy thoát trốn cũng không ít gì lừa ngày xưa là do người ta ăn trộm về nhà tôi giết rồi tặng cho tôi tắm da đâu phải tôi giết sao lại bắt tôi xin anh trở về nói lại cho lừa hay tôi không có giết nó nay tôi sẽ tụng kinh siêu độ cho nó giải trừ quan nghiệp an nhân trả lời lừa nếu không chịu ngày mai tôi lại đến còn nếu lừa chịu ngày mai tôi không đến nữa quỷ sứ nhận lời nói xong quay lưng bỏ đi ngày mai không thấy quỷ sứ đến an nhân tụng kinh hồi hướng cho lừa từ đó cả nhà giới sát ăn chay câu chuyện này do Lô Văn Lệ kể lại Lúc ấy ăn an nhân còn sống Quý vị nghe những câu chuyện này Như vậy thì chúng ta làm nghề sát sanh Hay bất cứ một người làm việc phá thai nào nhiều lần Quý vị bây giờ chỉ cần gặp được pháp môn tỉnh độ Chí thành niệm Phật mỗi ngày siêng năng đi đứng nằm ngồi niệm Ai di Đà Phật Và thành tâm sám hối từ hôm nay sẽ không tạo nghiệp nữa và thường phiên người phóng sanh ăn chay niệm phật đây gọi là phát lồ sám hối cái tâm chân thật phát lồ sám hối đó nhất định sẽ chuyển nghiệp và thành tâm niệm phật cầu sanh cực lạc nhất định sẽ chuyển nghiệp vì sao vì bất cứ quán thân trái chủ nào cũng sẽ cho chúng ta cơ hội khi chúng ta chân thật tu hành cầu sanh cực lạc vì mình cầu sanh cực lạc mình về cực lạc được nhất định mình sẽ giúp họ mình sẽ cứu họ nên họ sẽ cho mình cơ hội nhất định là như vậy từ nơi đó mà qua câu chuyện này quý vị nhớ là dù là chúng ta tạo nghiệp gì chỉ cần quý vị quay đầu nhất định sẽ có kết quả đạo lớn quần sinh tính mạng tôn một bên xương thịt một bên bì sinh anh chớ giết nàng chim nhỏ trong tổ chim non ngóng mẹ về đây là cái tấm lòng của người mà không có sát sanh quý vị thí dụ như bây giờ mình giết một con chim mẹ thì những con chim con nằm ở trong tổ đang chờ mẹ giống như chúng ta cũng có cha mẹ nếu cha mẹ mình bị sát hại đi thì mình cũng sẽ buồn khổ vô cùng đây là những đoạn văn mà phát cái lòng từ cho chúng ta đó quý vị còn có một đoạn cuối văn này Phóng sinh hợp lòng chờ Phóng sinh thượng Phật chế Phóng sinh quán âm từ Phóng sinh phổ hiền hạnh Phóng sinh không buồn khổ Phóng sinh ít bệnh hoạn Phóng sinh con cháu đông Phóng sinh quan lộc thạnh Phóng sinh miễn tam tai Phóng sinh cửa nhà khánh Sát sinh và phóng sinh Nhân quả sáng như gương đây là cái đoạn cuối của quyển sách Hôm nay chúng ta học hết cái quyển sách Giới sát phóng sanh quý vị Toàn là những câu chuyện người xưa chích lục Đây là Đại sư Liên Trì Vị tổ sư thứ 8 của tịnh Độ Tông chích lục Nên chúng ta học những Câu chuyện trong quyển sách này nhất định Quý vị nghe là người có phước nhất định sẽ chuyển Cái tâm địa ác và tâm địa buồn trách người Nhất định sẽ chuyển được Vì sao? vì chúng ta đã biết phóng sinh ăn chay thì chúng ta cũng phóng thích những cái tâm buồn, trách hờn, giận hận, thù trong tâm ra hết đi. Như vậy đây là đại phóng sinh đó quý vị. Phải nhớ chúng ta nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả những người nghe được đạo điều chí thành cung kính, tin nhân tin quả, phát tâm thiện, hướng đến thiện và nghe câu Phật hiệu có lòng tin, quyết chí niệm Phật. Đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Ừ, chúng ta chắp tay lên để hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hồn về không tất cả đệ tử và chung sanh đồng sanh về tịnh độ